Chào các bạn. Hôm nay chúng ta sẽ bắt đầu bài tập đầu tiên của chương trình Body Mass cơ bản. Trong bài tập này, chủ yếu chúng ta sử dụng các đối tượng nguyên sinh, tức là những đối tượng có sẵn trong Body Mass. Chúng ta vẽ ra và sắp xếp chúng lại như là bài mẫu như thế này. Qua bài tập này, chúng ta sẽ có cơ hội ứng dụng được các kỹ năng như sau. Thứ nhất là chúng ta có thể sử dụng được các cái trục tọa độ, làm quen với các trục. Thứ hai là chúng ta sẽ làm quen với cách tạo đối tượng 3D, tạo các đối tượng 3D có sẵn trong nhánh geometry. Thứ ba là chúng ta sẽ ứng dụng được các cái lệnh về transform như là move, rotate và scale, tức là di chuyển, xoay và co giãn. Cũng như là chúng ta sẽ được học cái kỹ năng là lật đối xứng đối tượng bằng lệnh mirror. Bây giờ chúng ta quan sát trên cái bài của mình, phân tích xem là đối tượng nào được cấu tạo từ những cái lệnh gì. Thứ nhất là nói về cái ghế đi, về cái ghế thì đa số các cái thành phần trên chiếc ghế này đều được tạo từ những cái bốc phẳng mặt, từ những khối hộp đó, những khối hộp dài, cao, những khối hộp nằm ngang, khối hộp to như thế này, tất cả đều được tạo từ những cái bốc, được chưa? Và bốn chân ghế này giống nhau, cho nên chúng ta chỉ cần vẽ một cái thôi và chúng ta sẽ copy ra ba cái còn lại. Tương tự những cái thanh này cũng thế, được không ạ? Và như vậy khi được một cái ghế rồi, thì chúng ta sẽ rút cái ghế này lại, chúng ta chọn hết tất cả những đối tượng trên đây và chúng ta sử dụng lệnh rút. Sau khi rút xong thì chúng ta sẽ copy ra thành bốn chiếc ghế như thế này. Và tương tự như vậy chúng ta sẽ sử dụng cho cái bàn ha. Và các bạn thấy cái bàn nó cũng có khối giống như khối hộp, nhưng mà nó khác với cái bốc một cái chỗ, đó là các cái cạnh bàn cũng như là cạnh chân bàn nó không có quá sắc nét, không quá sắc cạnh như là cạnh của chiếc ghế. Chính vì thế mà chúng ta sẽ vẽ cạnh bàn và cũng như chân bàn bằng công cụ chamfer box. Vì công cụ chamfer box nó có cho phép chúng ta xác định được cái độ bo góc cho từng cái cạnh như thế này. Còn cắm trà thì chúng ta sẽ vẽ bằng công cụ là T-box. Bình thường thì ấm trà của chúng ta nó rất là to, rất là thô. Và để cho cắm trà nó thanh mảnh hơn thì chúng ta sẽ sử dụng cái công cụ scale để co giãn nó, scale nó lại, cho cái bề ngang của nó nhỏ lại và chiều cao của nó cao hơn. Và tương tự như thế chúng ta sẽ vẽ những chiếc chén. Bây giờ vẽ một cái tách trước nè, hay là chén là tách cũng vậy ha, tại vì mình chưa có học nhiều công cụ cho nên là bây giờ tượng trưng một đối tượng này chúng ta làm như là tách trà ha, xem nó như là tách trà. Để tạo một chiếc tách thế này thì chúng ta sẽ vẽ từ một cái sphere, tức là một cái khối cầu, và sau đó chúng ta sẽ cắt phân nửa cái sphere đi ha. Ở trong cái chức năng của khối cầu nó cho phép chúng ta sử dụng một phần của khối cầu, cho nên là chúng ta sẽ cho phân nửa thôi. Và sau đó chúng ta sẽ lật đối xứng lại cho nó giống như thế này. Và chúng ta sẽ copy ra thành bốn cái tách như thế, được chưa? Và cuối cùng thì chúng ta sẽ tô màu cho các đối tượng giống như bài mẫu. Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu thực hành. Ở đây tôi sử dụng chương trình Body Mask với cái vật song là 8 chấm. Các bạn có thể sử dụng cái vật song thấp hơn hoặc là cao hơn thì tính năng của nó tương tự. Ở đây chúng ta chưa cần sử dụng ngay với cái thanh Reaster. Tôi sẽ đóng cái bảng này lại đi cho nó gọn. Như vậy thì chúng ta sẽ bắt đầu từ chiếc ghế con ha. Bắt đầu từ chiếc ghế. Ở đây tôi cũng sẽ sử dụng cái kích thước là mặc định ha. Còn nếu như bạn nào mà thích cái kích thước mà cụ thể mà chính xác như là cm luôn thì chúng ta sẽ vào cái menu Customize, chọn lệnh Unit Setup ha. Và chúng ta sẽ chọn những cái thông số như là cm hay là mm vân vân. Còn bình thường người ta sử dụng cái dạng là generic unit, đó là cái thông số chung chung
Ở đây tôi cũng sẽ sử dụng thông số chung chung để các cái số hiển thị trên màn hình nó được chẵn, nó không phải ghi cái đơn vị cái tên, được chưa? Bây giờ tôi sẽ bắt đầu thiết kế con. Đầu tiên thì tôi sẽ tạo ra cái mặt ghế trước. Tôi tạo ra mặt ghế bằng cái công cụ bóc này. Và những cái này tôi nên để cái giá trị chẵn. Tôi có thể cho nó là chiều ngang là 120, chiều dài là 120 và chiều cao nó bằng 10 đơn vị. Và lần đầu tiên khi mới bắt đầu vẽ đối tượng chính đầu tiên thì mình sẽ đưa đối tượng này về tâm tọa độ, đó là điều cần thiết. Tôi chọn đối tượng, chọn công cụ Select and Move và kích phải vào đây. Tôi sẽ kích phải vào các cái hộp số này để đưa các hộp số đó về giá trị nhỏ nhất. Hiện tại ở đây là giá trị 0 là nhỏ nhất, cho nên nó sẽ đưa về đó. Được chưa? Là chúng ta đã có được một cái mặt ghế. Và tiếp theo thì chúng ta sẽ vẽ các chân ghế. Tôi sẽ vẽ một cái bóc nữa, bắt đầu từ mặt ghế tôi vẽ xuống, vẽ một cái bóc xuống đây, được chưa? Và khi mà trước khi tôi dứt lệnh á, tôi sẽ nhập thông số trực tiếp vào đây luôn. Còn nếu như bạn nào mà kích phải mong vào đây, dứt lệnh rồi, tức là bên đây nó không cần thông số nữa, thì chúng ta sẽ vào bảng Modify. Trong đây chúng ta sẽ nhập lại những thông số cần thiết. Ở đây tôi lấy giá trị là 15, 15 chiều dài, 15 chiều cao và giá trị chiều cao của nó là trừ 80. Tại vì sao? Tại vì cái chiếc ghế này đang đi xuống, còn cái bốc mà nếu mà các bạn làm hướng lên á, thì cái giá trị chiều cao của nó sẽ là số dương. Còn bây giờ mình hướng xuống dưới, cho nên là giá trị của nó phải là giá trị âm. Được chưa? Sau khi mà tôi có được cái này, tôi sẽ copy ra 4 chân ghế. Tôi sẽ copy ra. Được chưa? Ở đây tôi sẽ chọn cái chức năng là Instant. Copy ra bằng cách nào ạ? Bấm giữ Shift và Drag Mouse. Bấm giữ Shift và Drag Mouse theo cái trục Y mà chúng ta đang đứng. Được chưa? Ở đây tôi chọn chức năng copy đó là Instant để copy cái kiểu là có mối quan hệ hai chiều với đối tượng gốc. Tại sao? Tại vì tôi biết là bốn chân ghế này lúc nào cũng sẽ phải giống nhau, chứ không thể nào là một cái chân ghế to, một chân ghế nhỏ, một chân ghế cao, một chân ghế lùn, thì không thể. Cho nên tôi sẽ chọn kiểu Instant để tạo ra cái đối tượng, cái đối tượng này nó đồng dạng nhau. Và nếu như tôi tạo xong cái ghế này mà tôi cảm thấy cái ghế này nó cảm giác nó hơi cao, tôi muốn nó lùn xuống, thì tôi có thể cho nó là trừ 75 chẳng hạn. Như vậy thì tất cả các cái cột ghế này, tất cả các chân ghế còn lại nó đều ảnh hưởng theo, và chúng ta không phải lo lắng nhiều, không phải sửa lại nhiều lần. Tôi lấy ví dụ như vậy thôi, chứ bây giờ tôi vẫn để ở giá trị là 80 trừ 80, được chưa? Và bây giờ chúng ta sẽ phải làm đến những cái thanh, những cái thanh ghế này nè. Đó. Ở trên đây nó cũng có một cái dàn thanh ghế nữa. Và các bạn thấy thanh ghế này nó nằm ở ngay giữa, nó không có to bằng cái chân ghế, nó sẽ nhỏ hơn chân ghế và nó sẽ ăn sâu vào cái chân ghế này. Vì thế, vì thế chúng ta sẽ vẽ ra đây những cái thanh ghế. Bây giờ tôi sẽ vẽ ra đây một cái thanh ghế trong vùng nhìn top, trong vùng nhìn top. Tôi vẽ ra đây một cái thanh từ trên xuống trước, được chưa? Tại vì cái thanh này nó phải ăn sâu vào hai cái chân ghế, cho nên là tôi sẽ vẽ ở đây, và các bạn thấy quan sát chiều cao nó trong vùng nhìn phân nữa nhé. Ngay cả trong nhìn led nữa, khi mà vẽ một đối tượng ra thì chúng ta phải quan sát ở cả ba vùng nhìn. Và lưu ý là các đối tượng 3D thì thường chúng ta phải vẽ trong vùng nhìn top thì sẽ đẹp hơn, Và cái thanh này tôi cũng sẽ cho nó một cái con số chẵn. Ví dụ như ở đây tôi chọn nó là chiều ngang nó là 10, chiều rộng của nó là 90, và chiều cao của nó là trừ 15. Được chưa? Cái này tôi... Buổi đầu tiên thì chúng ta chưa có nói về gì về cái lệnh giống hàng hết.
Cho nên là ở đây hoàn toàn chúng ta nhắm bằng mắt thôi, canh nó bằng mắt thường ha, làm sao cho nó cân đối khớp với vị trí của mình cần là được. Rồi chưa? Các bạn thấy là cái chân ghế này nó được ăn sâu vào bên trong. Và nếu như các bạn cảm thấy như cái thanh này nó còn khá dài thì một là chúng ta di chuyển các cái thanh này sang cái vị trí cao hơn, rộng hơn. Hai là chúng ta sẽ giảm bớt cái chiều cao của nó. Được không ạ? Bây giờ tôi sẽ copy, tôi để con trỏ vào ngay trục y, để cho trục y màu vàng. Bấm shift, drag mouse lên trên đây. Thì tôi sẽ copy thêm được một đối tượng nữa ở dàn Einstein. Và bây giờ tôi sẽ chọn cả hai đối tượng này và tôi xoay nó ngược nó lại. Chọn công cụ Protease, xoay. Và ở đây tôi có thể bật thêm cái tính năng đó là Snap and Draw, tức là co giãn. Tức là sao ạ? Xoay, snap theo góc độ. Ví dụ như ở đây tôi muốn là mỗi lần cái phím cưỡng chế của tôi nó sẽ đi qua là 30 độ. Tôi sẽ bấm giữ phím shift trong quá trình co giãn để tôi có thể co giãn, vừa co giãn vừa copy, vừa xoay vừa copy. Chọn chức năng là Instant. Như vậy thì các bạn lại thấy là cái chân ghế của mình nó cũng bị hụt. Cho nên là chúng ta lại di chuyển hai cái chân ghế này ra xa một chút. Không để cho các cái cạnh chân ghế đó nó phải bị lấn ở bên ngoài. Bây giờ chúng ta quan sát kết quả của mình đạt được nè. Được mà. Bây giờ muốn mà xem bằng cái render thì chúng ta sẽ đặt cái vùng nhìn Bevel ở đây, chọn vùng nhìn Bevel và chúng ta kích cái lệnh là Quick Render, cho nên nhanh. Được mà. Và bây giờ chúng ta sẽ chọn cả bốn đối tượng này, chúng ta bấm Shift và chúng ta di chuyển xuống bên dưới để tạo ra các chân ghế con. Lần này thì chúng ta sẽ chọn kiểu copy chứ không chọn kiểu instant nữa. Tại vì những cái thông số này, những cái phần bên dưới này nó phải nhỏ hơn ha, những thanh bên dưới này nó phải nhỏ hơn là cái thanh ở bên trên. Vì thế mà chúng ta phải để dạng copy để chúng ta có thể thay đổi những cái thông số ở đây mà không làm ảnh hưởng đến các chân ghế bên trên. Bây giờ chúng ta chỉ cần giảm cái chiều cao xuống là khoảng bằng -9. Như vậy thì các cái thanh ở bên dưới này ha, đó, chúng ta sẽ chọn các cái đối tượng, các thanh ở đây đặt về, đặt về đúng vị trí nha. Và chúng ta một lần nữa render xem cái ghế con của mình là như thế ha. Và chúng ta sẽ tô màu tất cả những cái chân ghế này. Tôi có thể chọn bằng cách là rê mau ngang, miễn làm sao không đụng đến cái mặt ghế thì thôi. Và chúng ta sẽ cho nó một cái màu nâu đỏ. Được chưa? Còn cái mặt ghế ở trên đây chúng ta có thể cho màu vàng. Như vậy là chúng ta đã hoàn thành được một chiếc ghế con. Và chúng ta sẽ chọn tất cả những cái thành phần của chiếc ghế này và group chúng lại ha, đặt tên cho nó là ghế con. Bây giờ tiếp theo chúng ta đặt cái ghế này sang một bên đi. Và sau đó chúng ta sẽ vẽ chiếc bàn ha. Và sau khi có chiếc bàn xong thì chúng ta mới copy những cái ghế xung quanh cái chiếc bàn này ha. Bây giờ chúng ta tạo cái mặt bàn. Các bạn quan sát kỹ lại một lần nữa, mặt bàn của chúng ta là không có sắc cạnh. Vì thế chúng ta sẽ không tạo bằng công cụ bóc mà chúng ta sử dụng công cụ là chamfer bóc ha, chamfer bóc. Cũng như là cái chân bàn cũng thế. Chúng ta sẽ chọn công cụ chamfer bóc ở trong cái nhóm là extended primitive ha. Chọn chamfer bóc và chúng ta sẽ vẽ vào đây một cái chamfer bóc. Và
đối với chatbot chúng ta phải sử dụng đến ba cái thông số, tức là chúng ta xác định chiều ngang ha, rồi chiều rộng, chiều ngang. Khi mà mình ráp mau vậy là xác định được chiều rộng, chiều ngang rồi phải không ạ? Và sau đó chúng ta nhả mau di chuyển lên trên là chúng ta xác định chiều cao, kích một cái để xác định ha. Và chúng ta lại di chuyển một lần nữa, di chuyển mau để xác định được cái độ bo gốc của đối tượng của mình. Như vậy bây giờ chúng ta sẽ nhập thông số cho đối tượng của mình. Ở đây tôi chọn thông số đó là 280 chiều ngang ha, 420 và 15. Được chưa ạ? 280, 420 và 15. Và ngoài ra thì cái fillet này tôi sẽ cho nó giá trị đó là 1.5 ha, ít thôi. Cái mặt bàn của chúng ta vác cạnh tương đối ít như thế này. Được không ạ? Và sau đó thì tôi cũng sẽ đưa đối tượng này về trong tọa độ. Sau khi đã có được mặt bàn thì chúng ta sẽ tạo ra các chân bàn. Chân bàn tôi cũng sẽ sử dụng với công cụ là ChamferBox. Và tôi sẽ nhập các thông số vào 30, 30 và chiều cao của nó sẽ là -170. Fillet của nó sẽ bằng 3. Được chưa? Bây giờ một chân bàn nó đang nằm đây. Ha, bắt đầu từ cái mặt bàn trở xuống. Bây giờ chúng ta sẽ copy copy ra thành 4 chân bàn. Các bạn trong quá trình copy này chúng ta có thể chọn chức năng copy đó là instant ha. Và bấm Ctrl để chọn lần lượt các đối tượng. Ở đây tôi chọn được 2 đối tượng rồi. Tiếp tục bấm giữ shift đặt trỏ vào trục X để chúng ta di chuyển. Được chưa? Như vậy thì các bạn thấy là cái mặt bàn, chân bàn đã có, nhưng mà cái ghế nó nằm ở vị trí này là không có ổn, phải không ạ? Bây giờ chúng ta sẽ di chuyển các cái mặt bàn này lên ha. Tại vì hiện tại á, chúng ta đang vẽ cái chân bàn, vẽ mặt bàn trước, cho nên là chúng ta giống cái chân bàn theo mặt bàn, vì thế là nó nằm ở bên dưới sàn nhà. Bây giờ chúng ta di chuyển các đối tượng lên trên sàn nhà như thế này, phải không ạ? Trong vùng nhìn phân thì cái nét ngang này, cái trục ngang này được gọi như là cái sàn ha, cái giá trị sàn. Bây giờ chúng ta sẽ tô màu cho các chân bàn và cái mặt bàn. Kích chọn 4 chân bàn ở đây và chúng ta sẽ chọn một cái màu. Mặt bàn thì hơi xanh xanh ha. Ở đây chúng ta tô theo cái bài mẫu. Và bây giờ sau khi cái bàn xong, chúng ta cũng nên rút nó lại để di chuyển cho nó thuận tiện. Đặt tên cho nó là bàn. Sau đó thì chúng ta sẽ copy các cái chiếc ghế này sang. Đó, chúng ta sẽ có được 4 chiếc ghế đặt ở hai bên của chiếc bàn. Được chưa? Và tiếp tục tạo ra một vài đối tượng ở trên bàn. Thì các đối tượng này bao gồm là có một cái bình trà. Một cái bình trà. Cái bình trà thì chúng ta sẽ sử dụng cái công cụ đó là teapot. Ở đây chúng ta làm quen với một cái chức năng nữa. Nếu như các bạn vẽ đối tượng ở trong nhìn tốt thì các bạn thấy cái ấm trà của chúng ta lúc nào nó cũng nằm trên sàn ha. Mặc định thì tất cả các đối tượng khi mới tạo ra nó đều nằm trên sàn như thế này. Được không ạ? Sau đó chúng ta có thể là di chuyển nó lên trên mặt bàn. Đó là tùy ý ha, đó là chuyện của mình. Nhưng bây giờ chúng ta muốn là tạo ngay đối tượng ngay trên mặt bàn. Như vậy thì chúng ta sẽ chọn chức năng là Auto Rig, kiểm nhận Auto Rig. Và ở đây
chúng ta sẽ rê lên trên mặt bàn, được chưa ạ? Và đối tượng của chúng ta sẽ được tạo trên mặt bàn. Đơn giản. Và sau khi tạo ra được ấm trà thì các bạn sẽ cho màu vào đây. Và sau đó chúng ta sẽ co giãn ha, dùng công cụ scale ha, chúng ta chỉ co giãn trục X và trục Y thôi. Còn trục Z tức là chiều cao của nó đó. Bạn để ý nè ha, khi mà tôi di chuyển vào ngay cái biên chỗ này thì tôi thấy trục Y và trục X đều màu vàng. Trong khi đó trục Z các bạn quan sát ông nhìn phân nhé, trục Z nó vẫn là màu xanh, tức là trục Z nó không thay đổi. Mà trong một nhìn tốt thì trục Z chỉ định đó là chiều cao ha. Bây giờ tôi co giãn, tức là tôi chỉ co giãn trục X và trục Y thôi. À, quan sát kết quả trong nhìn phân luôn ha, à, nhìn pencil. Đứng ở một nhìn tốt, đặt trỏ ở biên bên ngoài. À, nếu như tôi đặt trỏ ngay giữa thì các bạn thấy là cả ba trục đều màu vàng. Khi tôi cao giãn ha, thì nó co giãn toàn bộ đối tượng. Và ở đây tôi chỉ muốn co giãn trục X Y thôi, cho nên là tôi đặt trỏ ở mé bên ngoài, co giãn trục X và trục Y, làm cho cái ấm trà nó được thanh hơn ha, nó được thanh mảnh hơn. Và tiếp tục tôi sẽ vẽ vào đây những chiếc tách ha. Chiếc tách nó bắt đầu từ một cái sphere đó. Cái sphere này tôi sẽ cắt phân nửa đi ha, bằng cách là tôi chọn giá trị đó là hemisphere bằng 0.5. Và sau đó thì chúng ta có thể sử dụng lệnh xoay ha, bật cái snap and draw lên đó, tôi xoay lên đúng không ạ? Khi xoay như này thì tôi quan sát cái kết quả bên dưới đây, miễn sao nó là trừ 180 là được. Rồi, ở đây á, cái bán kính của cái này thì tôi sẽ cho nó nhỏ lại bớt một chút xíu. Cái tóc này tùy lớn nhỏ ha, các bạn muốn nó nhỏ nhiều thì chúng ta giảm bớt nó nhỏ lại. Ở đây cái sphere nó tôi chỉ muốn cho nó bằng 20 thôi. Và tôi copy nó ra. Bấm shift copy từng cặp như thế này nó sẽ nhanh hơn. Và tôi bấm control chọn lần lượt các đối tượng và tôi sẽ tô màu ha, tô màu cho các đối tượng này. Và cuối cùng thì tôi sẽ vẽ một cái sàn nhà à, một cái sàn nhà. Tôi sử dụng cái công cụ blend đó, blend theo kiểu 3D. Và khi mà tôi tạo ra cái tấm blend này thì cái blend nó là một cái tấm 3D, là một mặt ha. Tấm 3D là một cái đối tượng mỏng nhất ở trong 3D Max. Và chúng ta sẽ chọn màu. Được chưa? Như vậy thì chúng ta đã hoàn thành được cái bài tập. Và một lần nữa chúng ta sẽ xem nó trong cái ô render ha. Bố trí vùng nhìn này làm sao cho nó thích hợp ha, zoom nó, rồi co giãn, rồi xoay vùng nhìn, vân vân. Chúng ta sẽ dùng cái chức năng đó là Quick Render hoặc là bấm F9 để chúng ta xem lại một lần nữa kết quả của mình đạt được ha. Ở đây các bạn có thấy là mấy đối tượng này nó nằm trên mặt bàn không ạ? À? Đó, nhìn như thế này chúng ta cũng khó thấy được, cho nên là chúng ta quan sát ở trong vùng nhìn phân, đúng không ạ? Sau khi vẽ đối tượng các bạn cảm thấy nó hỏng hỏng ở bên trên đó, thì chúng ta sẽ di chuyển đối tượng xuống theo trục Y trong vùng nhìn phân, phải không ạ? Hoặc là vùng nhìn led các bạn nhìn, các bạn cũng thấy được cái độ cao thấp. Còn vùng nhìn tốt thì chúng ta không xác định được cái độ cao thấp, do đó là không xác định được trong nhìn tốt, phải không ạ? Như vậy thì các bạn mới thấy là nó nằm trên mặt bàn, được chưa ha? Đó là cái bài tập đầu tiên về 3D Max cơ bản, tập cho chúng ta làm quen với các cái thao tác, cái công cụ, các cái vùng nhìn cũng như là các cái trục của đối tượng, được chưa? Rồi, xin chào các bạn.